Dạ rồi, tiếp tục video buổi chiều của em ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7 anh chị nha. Đó. Bên đây gồm có một con đầu tiên là con này lớn tháng cho anh chị nha. Con này rất là mềm, cái bản lớn anh chị. 8 tháng bò chị thấy bản cổ không? Đó. Buổi chiều hôm nay là ngày 26 tháng 7 anh chị nha. Đó. Con này lớn tháng, tầm con này cũng trên 8 tháng anh chị. Mấy này tầm khoảng khung này tầm cũng cỡ cũng trên 7 tháng luôn anh chị nha. Đó, 5 con anh chị nha. Đó có cặp nâu anh chị nha. Đó. Đi về ba con đèn anh chị nha. Bên này còn bốn con bò nhỏ nữa anh chị nha, bốn con nhỏ đó nha. Đó. Nói chung bốn bên này thì có hai con lẻ lẻ anh chị. Đó, thì lát em quay sao cho mình chọn nha, mình chọn mình thích mình bắt mình ráp cái nào mình ráp ha. Đó. Hai con lẻ anh chị. Đó, thì em quay sơ lược cái con này trước cho mình ha. Buổi chiều của mới dội mới tắm anh chị, chưa có dội sơ chuồng chưa có tắm rửa anh chị, tắm nó. Đó, còn dần tướng tá lưng nè anh chị nha. Bò này mét móc cứng có dư anh chị nha. Đó, mét móc cứng có dư hết rồi. Con này tướng tá dòng xương rất là lực nha cô chú ha. Cô chú anh chị mình dòm sơ nha. Nó nằm cái phần nó quýt dần dính tùm lum á cô chú. Con này nhìn chung là ở dần dần la mỏ nè chị ha. La mỏ nè. Con dàn xương trụ rất là to nha cô chú nha. Đó. Một con đen đầu tiên anh chú nha. Con đen đuôi trắng nha, lăn lượn nha. Đó. Chiều cao là mét mốt cứng có dư anh chị. Nó nằm nó rơi vào mét 11, 12 gì cô chú ha. Con này nè ha. Cô chú anh chị mình nghe kỹ nha, nghe kỹ em báo chiều cao kích thước có thể mình hình dung bò mình nha. Đó. Thì có một cô chú lại đây hỏi ủa sao nói chung từ nào chưa có mua bò trên điện thoại ấy, hoặc là mua trên mạng anh chị đó. Cho nên là khó có dòm bò được lắm, tại vì trên ở ngoài nó khác, trên lên clip điện thoại nó khác cô chú anh chị đó. Như con này mét mốt có dư luôn anh chị nha, con này đứng ngang với con kia luôn cô chú đó. Con này nè, con chưa có bắt gì mũi nữa, con này có dây dàm chẳng luôn chú, tại bị đứt á đó. Bị đứt cho nên chưa có xỏ lại cô chú. Con này hai con này bắt chung đó, hai con này để bắt chung hết, có dàm mũi sẵn luôn. Thì cô chú anh chị mình xem ha, mình xem mình chốt nha. Cái con lẻ đầu tiên anh chị nha, con lẻ đầu tiên là giá 19 triệu anh chị ha. 19 triệu con lẻ đầu tiên anh chị. Đó, còn cặp số 2 anh chị nha. Đó, cặp số 2 anh chị có thể nha, cặp số 2 là 37 triệu anh chị. Đó. Cặp số 2 là 37 triệu nha. Rất là lực bò nha cô chú. Ha. Con này thì cứng cáp, mẫu bò lực à. Đang thụt lùi đang mông luôn chị ha. Con số 2 ha. Con số 2 cũng là bông lường anh chị nha. Đó. Có con số 3 thì đen thôi ha. Con số 3 thì đen có giảm sẵn rồi. Đó. Con này giảm đích cho cô chú anh chị ha. Đích. Giá sổ giá của chú anh chị nha. Nhưng hai cái mẫu kế con này là cũng trên 7 tháng anh chị nha. Đó. Trên 7 tháng nha. Con này cái hình tướng rất là đẹp nha cô chú ha. Thì con đầu là 19 anh chị nha. Đó. Cặp kế tiếp có giá 37 triệu của em nha. Đó. Cái con này, hai con này thì bản đích con nào cũng nụ nha cô chú. Cặp này thì mới về luôn. Đó. Rất là biên nha cô chú nha. Đúng tướng vàng xương trụ con nào con nấy cô chú mình giờ thấy không? Đó. Có cái con đầu tiên là vàng xương nó bự thôi ha. Vàng xương nó bự. Mà nói chung cái dàn mà nói chung là nó nù thì có con này nụ, có con này được đích nhất của chúng chị ha. Dàn đích nụ á, con này đóng đích rất là lực nha. Tướng tá rất là khéo cô chú anh chị ha. Ba con đầu tiên là 1m1 cứng có dư nha cô chú anh chị. Có hai con ba. Con này chúng ta đứng là nó cao. Nó cao tại cái lưng cô chú anh chị, lưng nó phẳng nha. Con đầu nó đứng thì nó hơi giọng dảnh chút xíu anh chị ha. Tướng con nào cũng khá con chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình muốn bắt ba con luôn được không chú anh chị. Con đầu có giá 19 chị, bò để bắt riêng chị nha cô chú ha. Linh hình thì mấy con này thì thấy nó dày hơn chị ha. Thì nó trên lệch cũng đâu có nhiều cô chú ha. Đó. Cô chú anh chị mình dùm kỹ nha. Con này thì giá sổ giá già bò. Đừng dài đi. Đó, thì cô chú anh chị mình
bộ ba, bắt bộ ba, bộ ba nha. Đó, bộ ba thì bao phí cho nó dễ cô chú ha. Bộ ba thì bao phí cho cô chú anh chị mình tầm khoảng 70 cây giật về nha cô chú nha. Bộ ba nha, nếu mình bắt luôn ba con nha cô chú. Đó, em báo rõ trên video như vậy nha. Bộ ba nha, bộ ba thì bao phí cho mình 70 cây đổ về nha. Đó. Con nào không thấy có trứng. Con này thì có đòn. Cây đuôi con nào cũng to cô chú ha. Nè. Cây đuôi đây. Bộ này tướng ta đít đít đùa móc. Nói chung con này đùi đít đó đóng đóng sâu nha cô chú nha. Đóng sâu mà đóng banh rất là banh. Rất là nở nang bò luôn cô chú. Con này tướng tá, nói chung con này dàn cổ, cổ cái dàn cổ ngắn. Cổ ngắn cái thằng đầu cũng xứng nha cô chú nha. Nó cũng chưa có ra sừng. Chỉ mấy cái lú bắp thôi. Lú đầu một xíu thôi. Dàn cổ rất là lực luôn. Xong hả? Đi đâu hả? Đó, cô chú anh chị em coi kỹ nha. Đó, thì con đầu có giá 19, con cặp này 37 nha. Đó. Dàn đít quá rồi cái đùi anh chị thấy không? Quá là đít luôn ha. Đó. Em có con cái xin tơ nhỏ rất là khéo anh chị. Đó, tại vì sợ em sợ tối qua em có quay nha. Ngày mai có gì quay. Anh chị mình nào cần cứ liên hệ với em nha. Con cái xin nhỏ mẫu mã rất là đẹp, rất là khéo anh chị, nó 1m1 anh. Đó. Con nó có 12,5 triệu anh chị, đẹp lắm anh chị nha. Đó, anh chị nào cần cứ liên hệ với em nha. Đó, ba con đầu tiên anh chị ha. Chỉ có con khớp mỏ anh chị, con này lấy bắt già mất luôn rồi. Nó có dây mũi sẵn rồi anh chị, con này nè, có dây mũi sẵn rồi. Đó, bộ ba cũng được mà hoặc bắt cặp riêng cũng được anh chị. Đó. Có thì cặp con đầu 19, cặp số 2, cặp kế là 37 anh chị ha. Chọn mà thích bắt cái nào lấy thì liên hệ với em nha. Rồi em còn là cặp nâu anh chị nha. Cặp nâu này em quay chung chung luôn, mình lựa anh bắt 4 con này cũng được anh chị. Cái con này thì nó cái kiểu cách nó giống y như hàng bò đó anh chị, con nâu nè. Còn con này thì nó hơi lép bò hơn, nhưng mà được cái khung chung cái khung tàn xương nó có anh chị nha. Hai con nâu này còn lại của em anh chị nha. Còn mấy con bò kia bữa chung chung em giao hết rồi anh chị nha. Đó. Cái con này là thiếu đủ 1m1 anh chị. Con sừng thần. Đó. Con đuôi trắng anh chị nha. Nó thiếu đủ 1m1 chứ chưa được 1m1 nha. Tại cái đứng cái lưng nó dảnh anh chị. Cái lưng đứng nó hơi đà hơn ta, nhưng mà da mỏng anh chị nha. Đó coi nè. Coi nè. Đó thì cô chú anh chị mình nghe kỹ nha, nghe kỹ em báo chiều cao anh chị. Cái này mẹ xin mẹ vàng đẻ ra anh chị, nó cũng chưa có tuột lông máu hết nha. Đó. Nhìn sơ nhìn giống y như người ta nói là bột cọp đẻ ra chứ không phải đâu nha anh chị. Nè. Sừng đẹp đồ ta có anh chị nha. Bột cọp đẻ ra tướng nó rất là biên rồi, mình không có bị với bò. Con này thiếu đủ 1m1 anh chị, con đuôi trắng sọc sọc đuôi sừng nha. Đó, còn con này đen nâu nâu đen vàng vàng anh chị, lông máu cũng chưa rụng đâu, tầm trên 7 tháng bò hết anh chị nha. Con này dạng xương nè chị, không dạng đít nè, đùi đóng rất sâu luôn anh chị thấy không? Con này cũng vẫn vậy nè anh chị nè. Đó, đóng tới cái này luôn anh chị thấy không? Bò nữa sau này khung bò này nữa nó có lắm nha anh chị nha. Đó. Cũng ngang ngang với hai con bò nù đó. Hai con nù thì cấp mình nó nhẹ nuôi rồi. Con nù hai nù đó với con này là cấp mình nhẹ nuôi ha. Kiểu như tướng nó cũng nhìn đẹp. Cái dàn hông đó chị, cái hông nó nhỏ anh chị nha. Ở bê những cái hông nhỏ nhỏ thì nuôi nó mau anh chị. Con này. Bốn con này lưng da con nào cũng thở cũng chút. Dài đó ha. Để quay cho kỹ cho mình dễ nha anh chị ha. Cô chú anh chị mình coi kỹ nha, con này lông dài những mức luôn ha. Đó, thì cặp nâu còn lại của em là 36 triệu anh chị ha. Anh chị mình có chốt chung thì cặp kia nha anh chị. Cặp này 36, cặp kia 37, còn 19 anh chị nha. 5 con anh chị ha. Đó. Chỉ có con lẻ nữa anh chị. Cái con lẻ này nói chung vàng xương nó trung trung anh chị. Anh chị có thích bắt thì bắt nha. Cái con lẻ này có 16,5 anh chị. Con này 1m1 cứng anh chị. Con lẻ lẻ này anh chị thấy không? Đó, cô chú anh chị có bắt nha. Đây còn là có mình nó đứng anh chị ha. Sẵn quay luôn cho mình ha. Còn mấy con bò nhỏ bên kia anh chị. Vàng đít đồ rất là, nói chung là có đít ú lắm anh chị. Vàng xương thì tầm trung trung thôi ha. Chiều cao 1m1 cứng anh chị ha. Con này tháng tuổi nó cũng ngang ngang với con đầu anh chị, cũng cỡ tầm 8 tháng lên anh chị ha.
16,5 triệu, 16,5 triệu anh chị nha, con lẻ nha chị. Con lẻ này 16,5 triệu nha, nó con chú anh chị mình nghe kỹ nha. Đó. Đít đùi cơ ngắn anh chị thấy không, lưng dài cũng nhỏ anh chị, lại dàn xương đó chị, dàn xương nó thanh thanh bò thôi nha. Nói chung những con bê thì xương nhuyễn mà nổi được anh chị, xương nhuyễn mà nuôi nữa mập nó khác liền con chú. Đùi mông đóng rất là sâu luôn cô chú nha. Con này nè. 16,5 triệu nha. Cô chú anh chị mình gần mình chốt hoặc mình bắt luôn, mình bắt luôn nha. Đó. Cũng như là 6 con anh chị. Đó. Bên đây lấy clip bên đây là 6 con nha. Cô chú anh chị mình cứ coi kỹ nha. Coi kỹ hết clip thì mình chọn những con nào mà thích thì mình liên hệ với em nha. Đó. Cặp này 36 anh chị nha. Hai con nâu nâu anh chị. Rất là pin luôn nha. Nâu sọc sọc đu trắng anh chị, còn này là nâu đen, đen là đen nâu đỏ đỏ anh chị ha, xương sóc của mình cấp mình bò cặp này thì 37 anh chị ha. Đùi nâu lưu của chú anh chị, con lẻ này 19 anh chị ha. Con lẻ này bữa em cũng bán chung thôi, nó ăn cặp hết con, bán con lớn còn lại của mình nó anh chị. Con này thì em tiêm cho mình nó nội ngoại rồi, nội ngoại cái sinh trùng với cái trùng đường máu rồi anh chị. Con này nè, giờ nó ăn uống cũng dễ lắm anh chị, nó uống khá lắm nha anh chị nha. Nói chung trong những con này là con này dạng xương bự nhất anh chị nha, con này dạng xương lớn nhất nha. Rồi để em quay qua đây luôn anh chị, bên đây là có con bông anh chị, con bông với lần cặp đen, cặp đen nâu với đen sậm anh chị. Hai con này giống y cái kiểu anh chị, đu trắng luôn, lan lườn luôn. Hai con này nè, đó. Thì con bông này đầu lẻ anh chị nha, con bông đầu lẻ, con bông vòng tròn anh chị. Thiệt, bò này bông vòng tròn luôn, bông từ cái đuôi luôn anh chị thấy không? Bò này bông từ cái đuôi luôn anh chị thấy không? Đít đi rất là pin luôn anh chị thấy không? Đít ở đây, đít muối nè anh chị thấy không? Con này nó dễ, nó bóng bò lắm anh chị, bóng lưỡng luôn. Con này chiều cao 1m03, 1m04 vậy chị, 1m03 anh chị. Con này đo ngày sáng nha, 1m03 bò anh chị. Nó cô chú anh chị mình tính bắt lẻ nha. Con này dạng xương trụ khéo lắm nha cô chú anh chị. Đó. Con này tầm khoảng 6 tháng cô chú ha, 6 tháng bò ha. Rồi con này có giá của em là 13,5 triệu con lẻ anh chị ha, 13,5 triệu con bông vòng tròn cô chú. Này này nó bông vòng tròn luôn nè, nó đứng từ đít mà tới nè cô chú thấy không. Đó. Bông từ bò bông đẹp, 13,5 triệu nha con lẻ nha cô chú ha, 13,5 triệu cho con lẻ nha cô chú. Rồi tiếp tục đó, con đen bông lườn đuôi trắng với con nâu bông lườn luôn. Nhưng mà con đen này cái vàng độ anh chị, cái vàng độ thì chính con này 10 anh chị. Đó. Cái con này chiều cao 1m07 anh chị, còn con này là nó gần 1m1 anh chị. Con đen này anh chị, cái con đen nâu anh chị, nâu đỏ nè. Rồi có lưng da nè con chú, đúng không? Đó. Thì hai con này thì chúng chung là lì ráp cũng chín mượn nhau cô chú anh chị, chín mượn nhau. Đi con, đi. Cái con nâu này lông da nhuyễn mà độ hết biết của chú nha. Đó. Con này đồ khéo lắm nha cô chú ha. Con này 10 nha cô chú nha, con này 9 nha. Con đây này cũng độ nhưng mà nói chung không có, nó thua cái vàng mông chút xíu của chú ha. Con đen này nè. Nó thua cái vàng mông chút xíu à. Có một con đen đính tráng nha, đu trắng của chú bông lường nha, với một con nâu của chú, con nâu này nhìn khỏi nói đi, con nâu rất là đẹp luôn của chú, con nâu này tầm 1m09 nha cô chú, chứ đủ 1m1 nha con nâu này. Đi con đít dàn đít rất là khéo luôn của chú, nhìn nè dàn đít rất là điên nha. Đi con đi qua đó con, đi qua dòm sao đó con, đi con nâu đít rất là khéo của chú nè, đem lùa nó qua cho nó. Mới về mình cọt vô dây nó nhọt của chú, cái đòn hết biết rồi nha, cái đòn cái cổ này của chú,
nói chung bò này chủ người ta thả theo mẹ, người ta không có cục dây cô chú nha, thì mình vô dây cái nó sợ, nó nhột dây lắm. Đó, một con đen nâu cô chú nha, cái này nữa nó phai hết rồi cô chú, mà được cái độ nha, độ hết đã lắm. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ nha, mình chốt nha, rất là khéo luôn ha. Con đen này tầm 9, dàn độ biên mập đó cô chú, 9 nha. Con này 10 nha cô chú. Con này cái lưng ở đây, lưng dài nó rất là hở luôn cô chú ơi. Vậy ta okay. Bò này nói chung tầm nó chưa có tuột lông máu hết cô chú ha. Đó. Ồ bằng đít, nó bằng đít nó kìa, bằng đít phá trời cô chú. Rồi chốt giá cho cô chú anh chị mình luôn, cặp này có giá 33.500.000 nha. Đó, một con đen bông và một con nâu bông nha cô chú. Đó, một con nâu thì chẳng dễ dễ dọt ha, 33.500.000 nha cô chú ha. Con này 1m06, 1m07 gì cô chú, còn con này nó cũng gần 1m1 rồi. Đó, con đen nâu, con nâu này gần 1m1 cô chú nha. Đó, cô chú anh chị mình chốt mình liên hệ với em nha. Đó, cặp này có giá là 33.500.000, 50 cây số quay quay đầu nha cô chú nha. Đó, bao xíu cho mình nha cô chú ha. Đó là giá bán của em nha cô chú anh chị coi kỹ nha. Còn cái con nâu bông đầu tiên là 13.500.000 nha cô chú ha, 13.500.000 nha. Rồi, còn lại con lẻ cuối cùng luôn cô chú. Đen đen rất là bóng luôn, lông da mỏng tăng đuôi trắng luôn cô chú nha. Đó. Con này cao. Thật. Con này cao cũng 1m06, 1m07 gì cô chú nè. 1m06, 1m07 gì cô chú. Con này 15 triệu đó cô chú. Con này 15 triệu nè. Đó. Cô chú. Mình coi bắt luôn cô chú nha. Đó. 15 triệu nha. Đó. Nói chung là nó cái kiểu nó không được đẹp thôi cô chú ha. Chung tiền theo con mẹ nó đẻ ra cô chú nha. Đó, có con đuôi trắng bông lường cô chú ha. Đó, có giá 15 triệu nha. 15 triệu là giá bán nha cô chú. Đó, không có bớt nha. Thì bán cho mình có tính mình bắt con này với con nhỏ đầu cũng được cô chú nha. Đó, con này 15 nha. Đó, ráp lại ví dụ như ráp lại hai con có 28.500 nha cô chú. 28.500 thì cây số của em thì cũng tầm cũng là 50 cây nha, 50 cây đổ lại nha. Giá bán nha cô chú. Để nhiều chú lúc cô chú nói giá sao không có bớt trong đó nữa, tại em nói giá sát luôn rồi, giá sát cũng là giá bán luôn nha. Đó, con này đổ đít lắm nè, ăn uống cứng ngắc cô chú nha, ăn uống rất là dễ luôn, dai những mức dai cũng hở cô chú nha. Đó, con này ăn uống dễ lắm. Cao 1m06, 1m07 bò cô chú. Giá tiền 15 triệu nha. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ nha, coi kỹ mình chốt nha. Thấy không? Con này từ cái bản đít này cô chú nha, đít lưng đồ. Nói chung cái nói chung nó hơi lại lãi bò một xíu cô chú nha. Nó lãi bò chú mình dòm sơ biết nha. Đó. Điều nhiều lúc cái kiểu cách đó, mỗi con mỗi khác nhau nha cô chú ha. Thì mỗi giá tiền nó cũng khác nhau ha. Ngắn nhìn thấy tướng đảo quá trời. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ mình chốt nha. Đó. Một con nâu và một con đen cô chú nha, 33.500.000 nha. Đó. Đó, thì buổi chiều hôm nay thì có mấy con nha cô chú nha. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ mình chốt nha. Chốt thích cái mẫu nào liên hệ với em nha. Rồi. Cũng đừng quên cho em được thích nha cô chú, được thích được like ha. Đó, là đăng ký kênh nha cô chú nha. Đó. Rồi chào cô chú anh chị mình.